Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Khánh Vân ghi điểm với hành động ý nghĩa sau khi trở về từ Miss Universe. Những ngày qua, người dân thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đang cùng nhau đồng lòng chiến đấu với đại dịch Covid-19. Với tâm thế là người con của thành phố sôi động, Hoa hậu Khánh Vân cảm nhận được tinh thần, tương thân tương ái, đoàn kết của tất cả mọi người, một lòng quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mới đây, Top 21 Miss Universe 2021 kết hợp cùng đội tình nguyện SV07 góp sức đồng hành cùng bà con có hoàn cảnh khó khăn với công việc bán vé số và tiến hành trao tặng 200 phần quà gồm gạo, mì gói, nhu yếu phẩm cần thiết và tiền mặt, tổng trị giá là 60 triệu đồng. Hoa hậu Khánh Vân cho biết, do dịch bệnh hạn chế đông người nên số quà được chuyển đến địa điểm tập trung tại quận 1, sau đó sẽ được cho đến cho các anh chị cô chú. Vân hy vọng chút quà này sẽ giúp được phần nào gánh nặng sinh hoạt hàng ngày cho các cô chú. Xin chúc cô chú thật nhiều sức khỏe, chúng ta sẽ chiến thắng dịch Covid-19. Đây cũng chính là hoạt động từ thiện đầu tiên của Hoa hậu Khánh Vân sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2021. Cô tâm sự rằng bản thân mình thật may mắn khi được sống trong sự yêu thương của bố mẹ, cũng như nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người. Người đẹp sinh năm 1995 cho biết thêm là một người con của thành phố, Vân lại càng trân trọng hơn quãng thời gian này. Bên cạnh các y bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên đang ngày đêm chiến đấu với đại dịch ở tuyến đầu, thì tất cả mọi người cũng góp sức vào việc chống dịch bằng cách tuân thủ các quy định của nhà nước, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.